Ai có duyên với Phật nên nghe qua câu chuyện này sẽ được an lạc, hưởng phúc cả đời. Kênh Hãy Sống Khác kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Quý vị thân mến, mọi sự trên đời tùy duyên, tất cả theo tự nhiên mà sống sao cho đức độ, không mưu cầu. Bồ Tát nói, thuận theo tự nhiên là một loại phúc hay là cảnh giới cao nhất của một trí tuệ. Có một kẻ lang thang đi vào chùa, thấy Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi trên đài sen nhận cúng bái của mọi người. Anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Kẻ lang thang nói, tôi có thể đổi chỗ ngồi với người một lát không? Bồ Tát trả lời, chỉ cần anh không mở miệng. Kẻ lang thang ngồi lên đài sen, trước mắt của anh là cả ngày hỗn loạn, ầm ĩ. Người đến phần lớn là cầu điều này, điều kia. Anh vẫn cố gắng chịu đựng, trước sau không mở miệng. Một ngày, một phú ông đến, phú ông nói cầu, Bồ Tát ban cho con mục đích tính tốt. Nói xong, ông dập đầu đứng dậy, ví tiền lại bị rơi xuống mặt đất. Kẻ lang thang vừa muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng kịp nhớ đến điều kiện của Bồ Tát. Sau khi phú ông đi ra, thì có một người nghèo bước vào. Người nghèo nói, xin Bồ Tát ban cho con ít tiền, người nhà con lâm bệnh nặng, đang rất cần tiền ạ. Cầu xong, ông dập đầu, đứng dậy, nhìn thấy một túi tiền rơi trên mặt đất. Người nghèo thốt lên, Bồ Tát quả thật hiền linh rồi. Ông cầm túi tiền ra đi. Kẻ lang thang muốn mở miệng nói không phải hiền linh, đó là đồ người ta đánh rơi. Nhưng anh lại nhớ đến điều kiện của Bồ Tát. Lúc này, một người ngư dân đi vào, ngư dân cầu xin. Cầu Bồ Tát ban cho con bình an, ra biển không gặp sóng gió. Đoạn dập đầu đứng dậy, ông vừa muốn đi, lại bị phú ông túm chặt. Vì túi tiền, hai người đánh nhau túi bụi. Phú ông cho rằng, người ngư dân đã lấy túi tiền, mà ngư dân thì cảm thấy bị oan uổng, không cách nào chịu đựng nổi. Kẻ lang thang không thể nhịn được nữa, anh ta liền hô to. Dừng tay! Rồi đem chân tướng nói ra cho họ, tranh chấp nhờ đó mà đã yên. Lúc này Bồ Tát mới nói, người cảm thấy làm vậy là đúng chăng? Người hãy tiếp tục đi làm kẻ lang thang đi. Người mở miệng tự cho mình rất công bằng. Nhưng người nghèo vì vậy mà không có tiền cứu chữa người thân. Người giàu không có cơ hội tu đức hạnh. Người ngư dân ra biển gặp sóng gió, chôn thân dưới đáy biển. Lúc này Bồ Tát mới nói, nếu người không mở miệng, mạng sống người nhà kẻ nghèo kia được cứu. Người giàu tốn chút tiền nhưng giúp người khác mà tích được đức. Ngư dân cũng vì dây dưa không cách nào lên thuyền, tránh được mưa gió, có thể sống sót. Kẻ lang thang im lặng ra khỏi chùa. Rất nhiều sự tình, nó thế nào chính là như thế đó. Để nó tiến triển theo tự nhiên, kết quả sẽ tốt hơn. Khi đối mặt với sự việc, ai có thể biết rõ kết quả gì sẽ xảy ra chứ? Yên lặng theo dõi diễn biến chính là một loại năng lực. Thuận theo tự nhiên là một loại hạnh phúc. Con người một khi so đo tính toán quá nhiều sẽ tạo thành một loại ràng buộc. Bị mê lạc quá lâu sẽ tạo thành gánh nặng đường đời. Mưa gió gập ghềnh, nhưng nếu không trải qua mưa gió, sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Thành công cũng tốt, thất bại rồi cũng qua đi. Mọi sự đều đến rất tự nhiên. Đời người có hàng trăm hình dạng, tâm thái khác nhau, nhưng thuận theo tự nhiên là tâm thái thích hợp nhất. Kỳ thực, vạn sự không cần quá để ý, khi nắm trong tay thì nên quý trọng, một khi mất đi cũng đừng quá tiếc nuối. Quá quan tâm hay để ý quá nhiều sẽ khiến niềm vui trong cuộc đời giảm đi một nửa. Xem nhạc một chút sẽ thấy cuộc sống phong phú và nhiều màu sắc hơn. Có duyên không có phận, hay có phận không có duyên, đều là sự thiếu sót, sự không tròn đầy trong sinh mệnh. Đừng để nó trở thành vật cản, làm hoang mang và làm cho con đường đời của bạn trở nên mịt mờ. Có thất bại sẽ có thành công, có hoàn mỹ sẽ có tiếc nuối. Thà rằng hãy để hết thảy thuận theo tự nhiên, bảo trì tâm thái thuận theo tự nhiên để đối mặt với cuộc sống, đối mặt với mọi sự vật.
con người gặp được trên đường đời. Đời người giống như nước chảy mây trôi, những thứ đã qua giống như nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Điều chúng ta có chính là hiện tại, nên là một người quên đi cực khổ từ trong sự khuyết thiếu và vỡ nát mà học được cảm tạ. Trong cuốn sách Đường đời trống rỗng, nếu như chúng ta có thể lặng lẽ viết thêm vào đó chính bản thân mình, nhộn thêm những sắc màu khác nhau, vẽ lên những tia pháo hoa rực rỡ, đến một ngày nào đó, linh hồn và cuộc đời chúng ta sẽ tròn đầy, viên mãn trong cuộc sống. Trong cuộc sống, kỳ thực có rất nhiều người và việc mà chúng ta cho dù có muốn chạy thoát cũng không chạy thoát khỏi, không muốn nghĩ cũng vẫn phải nghĩ. Những điều này được gọi là duyên, thứ mà con người sở không thấy, cầu không được, chỉ có thể lựa chọn thuận theo là tốt nhất. Duyên không thể dùng cưỡng cầu mà được, cũng không phải cứ tìm kiếm là sẽ bắt được duyên. Chúng ta thường nghe thấy câu, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Người khác quốc gia, cách hàng ngàn cây số, người xa lạ chỉ cần nhìn thấy nhau, nở một nụ cười thì đã là có duyên. Trong hành trình của cuộc đời, chúng ta đã gặp rất nhiều người khác nhau rồi cuối cùng họ trở thành khách qua đường. Cũng có người trở thành người quen biết, bạn thân, thậm chí là người bạn đời. Đời người có quá nhiều điều không thể biết, chỉ một ý niệm trong đầu, một lần quyết định sẽ có thể nắm được hoặc bỏ qua một lần duyên. Khi chúng ta tiếp nhận một ai, một điều gì đều là vì duyên, mà bỏ qua cũng là vì duyên. Hết thảy đều là do duyên đã định trước. Trong sinh mệnh là như vậy, và trong cuộc sống cũng là như thế. Tùy duyên đương nhiên không phải là phó mặc hết thảy sự việc và con người ở cõi hồng trần, lại càng không phải là buông xuôi, chỉ theo đuổi sự vui chơi, giải trí, mà chính là bồi dưỡng cho bản thân một tâm thái bình tĩnh, xem nhạt mọi chuyện, xem nhẹ được và mất, giành và lợi trong cuộc đời. Mọi sự tùy duyên, duy trì được một tâm thái bình thản chính là cảnh giới cao nhất của đời người. Chỉ cần thuận theo duyên thì cho dù là bầu trời trong xanh hay u ám, đường đời gập ghềnh hay bằng phẳng, trong lòng vẫn sẽ bình thản và thản đãng. Trong thời gian có hạn của cuộc đời, biết tùy duyên, quý trọng duyên thì càng sống được rộng rãi và giải thoát. Đối mặt với duyên phận, đừng tìm kiếm và cũng đừng phiền não. Lúc duyên đến thì hãy trân trọng, quý tiếc duyên, lúc duyên đi thì nên thuận theo duyên. Hết thảy đều sống thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Rất nhiều sự tình không cần phải phân rõ ai đúng ai sai, tính toán càng nhiều thì sẽ càng mệt. Càng tìm ra ai đúng ai sai thì sự tình càng trở nên rối ren và phức tạp hơn. Quả thực được vui vẻ, khỏe mạnh, bình an mới là điều quan trọng nhất. Đối với mỗi người chúng ta, trong cuộc sống nhiều quanh co này, có thể xem nhẹ mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì cuộc đời mới khoái hoạt, an nhiên mà tự tại, làm mà không cầu. Kỳ thực trong cuộc đời, ai cũng có số phận và hoàn cảnh sống khác nhau, nên mỗi người cũng có những con đường khác nhau. Những nguyện vọng, mong muốn tốt đẹp ta có thể lưu giữ, nhưng đừng nên biến mình thành một người vì mục đích mà bất chấp tất cả. Hãy làm việc hết mình cho ý tưởng, ước mơ và những điều tốt đẹp của mình. Nhưng chuyện thành bại thì bạn không thể kiểm soát được hết. Người xưa có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người chỉ là một sản vật của tự nhiên, sản vật của vũ trụ và có những quy luật vô cùng to lớn đang tác động lên con người. Đó là quy luật kinh tế, hoàn cảnh sống, phong thủy, tố chất của từng người hay thậm chí là cả thiên tai, nhân họa. Tất cả đã tạo nên con đường mà đời người phải đi qua. Con người đơn lẻ, đâu thể kiểm soát được những điều lớn lao đó. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi được một đôi điều trong cuộc sống và số phận của mình, nhưng bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn khi không tìm cách đoạt lấy. Hãy buông những điều mình truy cầu xuống để bạn không bị khống chế trong chuyến hành trình đầy ý nghĩa cuộc đời. Một chuyến đi không bao giờ trở lại. Buông bỏ sự ích kỷ và đố kỵ nhỏ nhen. Có những cuộc sống cơ hàn, khắc khổ,
cũng có những cuộc sống nhung lụa giàu sang. Những điều làm con người đau khổ phần lớn lại đến từ tâm lý bất bình, từ sự nhỏ nhen của bản thân, từ những điều bạn không bằng lòng trong cuộc sống. Vậy thì bạn chẳng phải nên mở rộng tấm lòng hơn sao? Người ta nói, kẻ thù của đời người là chính mình, quả là đúng như vậy. Ai vượt qua được sự ích kỷ của mình, người đó là người hạnh phúc nhất. Người ích kỷ không có khả năng yêu thương người khác và cũng không có khả năng yêu thương chính bản thân mình. Sau cùng, hãy sống bao dung, người ta sống trên đời này, không có ai là không gặp phải chuyện phiền phức, khổ đau, bệnh tật. Cuộc sống quá phức tạp và có rất nhiều điều mà người ta phải tự mình nếm trải. Phúc trùng lai, họa vô đơn chí, họa phúc luôn xoay vần mà cay đắng, cay lại thường nhiều hơn vị ngọt. Ai đó từng nói, người hạnh phúc nhất là người cho đi nhiều nhất. Trong làng có ông họ Thôi, kiện một kẻ cường hào, có lẽ phải thuộc về ông, nhưng lại bị xử thua. Ông Thôi bất bình, phẫn uất muốn chết. Đêm về, ông mộng gặp lại người cha đã khuất. Người cha nói với ông rằng, lừa được người chứ không lừa được thần. Con người có đồng đẳng, nhưng thần thì không. Hoảng khuất thế gian, càng khổ thì kêu oan với âm phủ càng dễ dàng. Hôm nay, những kẻ ngăn được đắc ý mười mấy năm nữa, trước tấm gương chiếu nghiệp, họ sẽ kinh sợ, dùng lầy 7 triệu tội ta ở âm phủ làm trà. Lại đã thấy sổ của vắn ti rồi, còn tức giận làm gì nữa. Từ đó, Thôi ung dung không còn oán hận, u sầu phẫn uất nữa, cũng không nói lời nào về chuyện đó nữa. Nhân quả là tồn tại, thiện ác là có báo ứng. Cũng giống như chúng ta, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Mọi việc tốt xấu, thiện ác, chốn nhân gian đều có nhân duyên. Con người sống ở cổ nhân gian cũng chỉ trăm năm, chỉ là chớp mắt trong thời gian dài đằng đẵng của vũ trụ trời đất. Nếu con người đến cổ nhân gian trong chớp mắt đó rồi tan biến, tự nhiên xuất hiện rồi tiêu tan, thì đâu cần sinh mệnh con người là anh linh của vạn vật, là kiệt tác của tạo hóa làm gì. Nếu con người chỉ là xương thịt xuất hiện rồi biến mất, trận đấu hưởng thụ, buông thả ham dục, thì sẽ không còn việc ác nào mà không làm để thỏa mãn tham vọng cá nhân như thế. Con người không bằng cả con vật, vậy đâu cần tạo ra con người. Con người làm gì có ý nghĩa để sinh tồn đâu. Con người đến với thế gian là để tìm đường giải thoát, trở về với thiên quốc. Xuống thế gian là xuống cõi mê, nên không biết được cội nguồn của sinh mệnh, không biết được đến với thế gian để làm gì, ý nghĩa nhân sinh là gì. Do đó, cứ chìm nổi trong 6 nẻo luân hồi mà trả nợ nghiệp và tạo nghiệp mãi. Người xưa để lại lời răn dạy, tha tình rằng, có chớ tin là không tin nhân quả sẽ không làm điều ác, ít nhất cũng có đời sống đạo đức và an hòa, mà nếu không có nhân quả luân hồi thì niềm tin ấy cũng khiến họ chẳng tổn thất gì. Còn những người không tin nhân quả, ắt sẽ buông thả, phóng túng, chạy theo dục vọng mà trở nên sa đọa, hành ác. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, bao nhiêu của cải danh vọng, người thân cũng đều phải bỏ lại và để lại tiếng xấu muôn đời. Còn nếu thật sự có nhân quả luân hồi, thì đều chờ đợi họ sẽ khủng khiếp như thế nào. Câu chuyện cúng dường chân bảo. Lúc ấy, Đức Phật đang ở thành Vương Xá, nơi Tịnh Xá Trúc Lâm. Trong thành Vương Xá có một người thương chủ tên là Phù Hải, cùng với nhiều khách thương đi ra biển cả tìm châu báu. Vợ người còn trẻ, dung nhan xinh đẹp, sầu lo về nỗi chồng đi xa, đêm ngày mong mỏi cho được sớm về. Bà liền đến đền thờ thần ngoại đạo Na La Diên mà khấn vái rằng, như ngài phù hộ cho chồng tôi an ổn mà về sớm, tôi sẽ dâng cúng các thứ vàng bạc, châu báu mà báo ơn ngài. Còn nếu chồng tôi gặp nạn chẳng về, tôi sẽ đem các thứ phân uế nhơ nhớp mà bôi chét lên tượng ngài. Không bao lâu, chồng bà trở về được bình an vô sự. Bà liền sắm sửa các thứ châu báu, vàng bạc cùng với một đoàn tùy tùng mang đến cúng thần Na La Diên. Trên đường đi, bà gặp Phật đang cùng với chư tỳ kheo đi khất thực trong thành. Từ xa trông thấy vẻ trang nghiêm của Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, dáng đi uy nghi, thanh thản, có hào quang rạng chiếu rực rỡ quanh thân,
Bà liền sanh tâm hoan lạc, vui mừng, muốn mang hết những châu báu vàng bạc mà dâng lên cúng dường. Những người tùy tùng liền cản lại, nói rằng: "Vị này chẳng phải là thần Na La Diên." Nhưng bà chẳng nghe theo lời can ngăn ấy, vì lòng bà rất kính mộ. Bà đến trước Đức Thế Tôn, quỳ xuống rồi tung hết những châu báu vàng bạc mang theo lên không trung mà cúng dường Ngài. Những vàng bạc châu báu ấy bay lên hư không, bỗng nhiên biến hóa thành một cái lọng báu, bay theo che bên trên Phật. Người phụ nữ nhìn thấy sự thần biến như vậy, lòng bà sinh ra tin kính sâu vững nơi Đức Phật. Liền chí thành lễ bái mà phát lời đại nguyện rằng: "Con nhờ công đức cúng dường Phật hôm nay, nguyện trong đời vị lai sẽ được thành chánh giác, cứu độ chúng sanh như Phật ngày nay không khác." Khi bà phát nguyện như vậy rồi, thì Đức Thế Tôn liền mỉm cười, từ nơi trán giữa hai lông mày phóng ra một đạo hào quang năm sắc chiếu khắp thế giới, hóa hiện đủ các màu sắc, bay quanh Phật ba vòng, rồi lại theo chỗ trên trán Phật mà bay trở vào. Khi ấy, A Nan bạch Phật rằng: "Như Lai là đến tôn quý, chẳng vô cớ mà cười bao giờ này, vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười xin giảng giải cho?" Được biết, Phật bảo A Nan: "Ông có nhìn thấy người phụ nữ cúng dường chân bảo cho ta hôm nay chăng?" Anh An thưa bạch Thế Tôn: "Con đã thấy." Phật bảo anh Đan rằng: "Người phụ nữ này trong tương lai không còn bị đọa vào các đường ác nữa, thường được hưởng những điều khoái lạc trong cõi trời người. Trải qua ba A Tăng kỳ kiếp nữa sẽ thành Phật, hiệu là Kim Luân Anh Lạc, hóa độ chúng sanh số lượng nhiều không thể tính đếm. Vì nhân duyên ấy mà ta mỉm cười." Các vị tỷ kheo nghe Phật thuyết nhân duyên này, song thầy đều vui mừng tin nhận. Câu chuyện Phật cắt mình thế thì chim bồ câu. Trời quang muôn dặm, ánh dương chiếu khắp, cảnh sắc tươi vui. Đức Phật đi đến ven rừng, bỗng thấy một con chim ưng đang đuổi theo chim bồ câu trắng. Đứng trước nguy cơ bị mất mạng, bồ câu trắng thấy Phật liền xà vào lòng Ngài để lánh nạn. Đức Phật liền bảo vệ, che chở cho nó. Chim ưng bèn xếp cánh, đáp xuống một cành cây và nói: "Ngài muốn cứu bồ câu thoát chết, lẽ nào lại để cho tôi chết đói?" Đức Phật ung dung hỏi: "Ngươi cần những gì để no lòng, ta sẵn sàng cung cấp cho ngươi." Chim ưng liền đáp: "Tôi muốn ăn thịt." Đức Phật liền rút ra một con dao nhỏ, thản nhiên cắt thịt cánh tay, trao cho chim ưng. Nhưng chim ưng chê ít, không bằng thịt bồ câu, do đó Phật lại cắt thêm thịt. Chẳng mấy chốc, thịt cánh tay cắt gần hết mà vẫn không làm sao đủ nặng bằng thịt bồ câu. Chim ưng hỏi Phật có hối hận hay không? Phật đáp: "Ta hoàn toàn không hối hận một mảy may nào hết, vì muốn cứu vớt mọi sinh linh thì thịt cánh tay ta có gì là đáng tiếc. Nếu lời nói này của ta xuất phát từ lòng chí thành, thì mong thịt cánh tay ta sẽ liền lại như trước." Đức Phật thề nguyện vừa xong, quả nhiên thịt cánh tay Ngài trở lại như trước. Chim ưng liền hiện nguyên hình đế thích, vút lên không trung, hướng về Đức Phật thì lễ, miệng không ngớt tán thán, rồi bay đi. Tin tức Đức Phật vì lòng từ bi cắt thịt cánh tay hiến cho chim ưng chẳng bao lâu truyền đi khắp nơi, khiến mọi người đều ca ngợi hạnh nguyên, hy sinh cao cả của một bậc vĩ nhân. Câu chuyện bầy lươn xin cứu mạng. Vào khoảng năm vạn lịch đời nhà Minh, tại Hồ Thư, Hàng Châu có một gia đình phú hộ họ Vu, bình nhật không sát sinh mà thích bố thí, làm nhiều việc thiện. Năm ấy có một nhà láng giềng bị kẻ trộm lấy hết của cải. Họ Vu liền mở hầu bao, lấy tiền cứu trợ. Người đàn bà láng giềng rất cảm kích trước tấm lòng cao thượng ấy, nên một hôm đem biếu khoảng 10 con lươn cho cụ bà họ Vu để dùng làm thức ăn. Nhưng gia đình họ Vu ít khi nào dám sát sinh, nên đem số lươn ấy thả vào trong một cái ang, rồi lấy đồ đậy lại, chờ đem phóng sinh. Chẳng may, cả mẹ lẫn con đều quên bẵng chuyện ấy. Trải qua thời gian khá lâu, vào một đêm nọ, lúc sắp tàn canh, bà cụ mơ thấy khoảng 10 người mặc áo vàng, đầu đội mũ nhọn, đột nhiên đi vào trong phòng quỳ xuống thưa: "Xin Thái Phu Nhân mở lòng từ bi, ban cho chúng tôi đường thoát nạn."
Bọn mặc áo vàng ấy nói xong liền ra đi. Thái phu nhân chợt tỉnh giấc, trong lòng băn khoăn bất an, chợt nghĩ miên man mà chẳng hiểu cứu mạng sống cho những ai. Do đó, bèn mời một ông thầy bói về nhà để xem việc tốt xấu thế nào. Bốc sư bói xong một quẻ liền bảo: "Thái phu nhân chớ nên lo lắng, quẻ này lành chứ không dữ. Tại quý tôn chủ đang có những sinh mạng thỉnh cầu phu nhân phóng thích." Phu nhân liền ra lệnh cho người nhà tìm kiếm khắp trong nhà ngoài sân, cuối cùng mới phát hiện ra 10 con lươn lớn đang rộng trong ang. Số lươn này tương ứng với 10 vị mặc áo vàng mà phu nhân trông thấy trong giấc mộng. Bà hoảng kinh, thất sắc nói: "Nguy thay, suýt chút nữa ta làm hại 10 sinh mạng này rồi." Lập tức bà truyền lệnh cho người nhà đem số lươn ấy thả vào trong hồ. Từ đó về sau, con cháu nhà họ Vu ngày ngày càng thịnh vượng.